Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua ngày 3 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 24 để xem xét cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tham dự hội nghị. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân, các báo cáo của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cùng các tờ trình của Ủy ban dân tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phương án đặt đổi tên đường phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, quy định chế độ chính sách và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh Thanh Hóa, sửa đổi bổ sung nghị quyết số 61 ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn 10% dự phòng vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ, vốn nước ngoài và điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài đợt 1. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Tổ Rồng huyện Thường Xuân, chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối quốc lộ 27 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47 tỉnh Thanh Hóa. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ cảng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn. Chủ trương đầu tư dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nò Hèn đến đường tỉnh 514. Chủ trương đầu tư dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng không Thọ Xuân và nhiều tờ trình quan trọng khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau phiên thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các nghị quyết. Thống nhất thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng ý nội dung chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về hiện trạng sử dụng đất của các ban quản lý rừng và công ty nông lâm trường, chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có địa bàn rất chậm, nhất là khu vực miền núi, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, các bãi chôn lấp rác thải chậm được xử lý hoặc xử lý không dứt điểm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về tình trạng nhiều đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được nghiệm thu, đánh giá xếp loại đạt yêu cầu nhưng hiệu quả ứng dụng trong thực tế rất thấp, gây lãng phí. Đối với các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi nghe các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Văn Chiến cho ý kiến vào từng nội dung tờ trình và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu xây dựng văn bản theo đúng hướng dẫn của Trung ương, khẩn trương hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Các văn bản báo cáo tờ trình tại kỳ họp phải rõ ràng, khoa học, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình kỳ họp theo tinh thần ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, gần dân sát dân để mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thu hút được đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh là phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, kịp thời tổng kết, triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, quân khu về quân sự quốc phòng,
xây dựng tiềm lực thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh. Công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật có chuyển biến tích cực. Phát huy hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, triển khai kịp thời chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, hội thi, hội thao các ngành, cấp cơ sở và bộ chỉ huy, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm trong khối các tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy đơn vị chưa tốt, công tác nắm và báo cáo tình hình ở một số đơn vị còn chưa kịp thời, chất lượng tăng gia chăn nuôi ở một số đơn vị còn hạn chế. 6 tháng cuối năm 2019 là thời điểm Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cùng với quân và dân cả nước trong tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đây là thời cơ thuận lợi để lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch lợi dụng các sự kiện công việc nội bộ trước thềm Đại hội 13 của Đảng để đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên địa bàn tỉnh, hoạt động buôn lậu tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển sẽ có chiều hướng gia tăng vào cuối năm. Thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường. Chính vì vậy, lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 13, nghị quyết của Đảng ủy quân khu của tỉnh ủy, trọng tâm là hoàn thành 8 mục tiêu chỉ tiêu và khâu đột phá đã xác định. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và năng lực tham mưu trong xây dựng thế trận quân sự, tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Nắm chắc tình hình, phối hợp xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Tích cực triển khai chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 14. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Văn Chiến biểu dương và đánh giá cao kết quả Đảng ủy quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm và khẳng định những kết quả này đóng góp quan trọng vào thành tích nổi bật chung 6 tháng đầu năm của cả tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng kết quả đó có mặt chưa vững chắc bởi vẫn còn có những hạn chế yếu kém kéo dài đã chỉ đạo khắc phục nhưng chưa triệt để, chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải chỉ đạo sâu sát cụ thể xuống từng đơn vị, xác định rõ mặt yếu kém của từng đơn vị để có biện pháp xử lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nêu trong dự thảo nghị quyết và nhấn mạnh: từ nay đến hết năm, tỉnh sẽ tập trung cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 để GDP đạt 20% trở lên, thu ngân sách vượt 2.000 tỷ trở lên so với dự toán trung ương giao. Bởi đây là năm tăng tốc nhằm đưa kinh tế của tỉnh bứt phá để đến năm 2020, Thanh Hóa có thể điều tiết ngân sách về trung ương. Tỉnh đã có lộ trình để xây dựng Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030. Vì vậy, thời gian sắp tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện rất nhiều công việc hệ trọng. Trước hết là thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sáp nhập xã, phường, thị trấn không đủ tiêu chí tiêu chuẩn. Quyết liệt triển khai các dự án lớn quan trọng đối với sự phát triển đi lên của tỉnh. Vì vậy, lực lượng quân sự tỉnh phải tiếp tục nắm chắc tình hình hơn nữa và tham mưu kịp thời hơn nữa trong xử lý tình huống về quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thuộc trách nhiệm của mình. Đặc biệt chú trọng những nơi đang triển khai nhiều dự án đầu tư, giải phóng nhiều mặt bằng như Sầm Sơn, Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa. Những địa phương đang sắp xếp đội ngũ cán bộ, khu vực biên giới hải đảo và những điểm lâu nay còn có vấn đề. Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lãnh đạo chỉ đạo giải quyết hiệu quả những điểm nóng ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời nắm tình hình khu vực, các tỉnh thành khác trong nước và trên thế giới để tham mưu cho chắc, cho đúng, cho kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy vững mạnh toàn diện, tập trung huấn luyện, rèn luyện chuyên môn, tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật để khi có vấn đề chủ động giải quyết được tình huống. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh hơn để kịp thời đối phó với những tình huống trước mắt như cháy rừng, thiên tai, bão lũ. Phải lấy gốc là chuyên môn, là kỷ cương, là kỷ luật quân đội. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phải có phương pháp cách làm phù hợp với từng tổ chức, từng cá nhân. Làm tốt công tác hậu cần, hậu phương quân đội, nhiệm vụ quốc tế, mở rộng quan hệ với tỉnh Hủa Phăn, với lực lượng quân sự các tỉnh trong khu vực, tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc quân khu 4. Đồng chí Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu lực lượng quân sự tỉnh phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội và xây dựng hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ tốt đẹp trong lòng dân. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với cơn bão số 2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia, Quảng Xương. Lúc 1 giờ sáng nay ngày 4 tháng 7, mực nước sông Yên tại trạm thủy văn Chuối là 0,92 m, thấp hơn báo động 1 là 1,08 m.
dự báo lên mức báo động 1 lúc 10 đến 12 giờ ngày 4 tháng 7. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 1 trên sông Yên, yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: 1. Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. 2. Ra soát kiểm tra và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê sung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. 3. Thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Thông tin báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và rìa Tây cơn bão số 2, từ ngày 1 đến sáng nay ngày 4 tháng 7 ở Thanh Hóa đã có mưa rào, nhiều nơi có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200mm. Một số nơi thuộc khu vực đồng bằng ven biển và khu vực phía Nam, Tây Nam của tỉnh có mưa rất to và đặc biệt to. Tại trạm đo mưa tự động trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, lượng mưa đo được là 394,6mm. Cường độ mưa giờ lớn nhất tại Tĩnh Gia là 51,2mm. Tại Sao Vàng, Thọ Xuân là 107,5mm. Dự báo ngày và đêm hôm nay, mùng 4 tháng 7, ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào, mưa to và dông. Riêng ở Trung Du và vùng núi có nơi mưa rất to. Ngày mùng 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 50 đến 120mm, có nơi trên 120mm. Cường độ mưa giờ lớn nhất từ 20 đến 40mm. Cảnh báo, đề phòng có ngập úng ở vùng trũng thấp, trên các sông suối xảy ra lũ, lũ nghẽn dòng. Ở Trung Du và vùng núi có tô lốc, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lăng Chánh, Thường Xuân, Như Xuân và Như Thanh. Trên biển có gió lốc xoáy và sóng cao, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đến cấp 2. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có thêm 25 xã đạt 19 tiêu chí và đã được thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 60% mục tiêu cả năm. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Hoàng Hóa đã có thêm 10 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Có được kết quả đó là nhờ quyết tâm chính trị cao cùng những cách làm sáng tạo của địa phương. Đối với các xã top cuối, ngoài chính sách hỗ trợ chung, huyện Hoàng Hóa đã ưu tiên nhiều nguồn vốn khác nhau đầu tư cho mỗi xã từ 1 đến 2 công trình hạ tầng nông thôn, giúp các xã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hai xã cuối cùng là hai xã là đang rất là khó khăn về cái cơ sở, cái điều kiện về cái nguồn vốn, rồi các cái điều kiện khác là khó khăn, cho nên là huyện đang tập trung chỉ đạo, đã phân công cụ thể cho các thành viên của các ban, các trong thành viên trong ban chỉ đạo, các phòng ngành có liên quan xuống trực tiếp chỉ đạo để đảm bảo làm sao là trong tháng 7 hoặc đến muộn năm tháng 8 là các xã là phải cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Ngay từ đầu năm, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã đến kiểm tra các xã đăng ký về đích năm 2019. Các xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng thời có các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân cùng tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đã triển khai xuống đến các cơ sở thôn, trong cái việc là vận động nhân dân tích cực tham gia cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cái việc xây dựng cái quy chế dân chủ ở cơ sở thì được nhân dân là đồng tình ủng hộ. Những các cái việc như hiến đất làm đường, rồi công tác vệ sinh môi trường, công tác an toàn thực phẩm. Cùng với việc hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tập trung xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí huyện nông thôn mới. Kết quả, toàn tỉnh có thêm 2 huyện hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Bình quân các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hơn 13 tiêu chí. Là năm 2019 đã hoàn thành cái tiêu chí về vệ sinh môi trường là vườn hộ và cái đường hoa cây cảnh, thì đường điện trang trí cảnh quan môi trường, thì đến thời điểm bây giờ thì cũng là xã là cũng là đầu tư về cơ sở vật chất trường học và các cái hệ thống là đường giao thông liên thôn. Còn đối với nhân dân là vận động nhân dân là hệ thống mương thoát nước và cái hệ thống đường điện chiếu sáng. Thời gian 6 tháng còn lại của năm 2019 thì có một vấn đề có thể nói là nó tạo ra cái sức nóng, sức bật. Đấy là Trung ương cũng như tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới sớm trước một năm. Tức các địa phương đơn vị thì phải tích cực phấn đấu để có một cái kết quả
làm sao đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, không vì bệnh thành tích, nhưng rõ ràng là tổng kết thì nó phải có kết quả nó thuyết phục. Với việc có thêm 25 xã hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới, bình quân chung mỗi xã trong toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu chí. Đây là cơ sở để các địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2019 có 2 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã nông thôn mới nâng cao. Đã có thời điểm việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Quảng Xương bị chậm so với kế hoạch, song huyện đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể, gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với phát triển đô thị. Xã Quảng Lợi và xã Quảng Lĩnh không chỉ tương đồng với điều kiện tự nhiên mà còn có chung truyền thống lịch sử, phong tục tập quán và văn hóa. Đặc biệt, từ khi khu đô thị du lịch biển Tiên Trang được hình thành và việc xã Quảng Lợi được công nhận là đô thị loại 5, hai xã càng phát triển nhanh hơn. Việc sáp nhập xã Quảng Lợi và xã Quảng Lĩnh thành một xã mới có tên Tiên Trang sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác nguồn lực cho phát triển đô thị du lịch này. Quan điểm của tôi cũng như quan điểm của nhân dân là đã mong chờ từ lâu rồi. Thì cái xã Tiên Trang cũng là ở đây chúng tôi là có cái nguồn gốc là cái làng Tiên Trang đã từ thời Pháp. Và cái bãi biển này thực ra mà nói là cũng cái bãi biển rất đẹp, chưa có những cái đầu tư vào nó đầy đủ thôi. Lần này mà nếu như được để phát triển thành lập một cái xã Tiên Trang rồi phát triển đô thị, đây là một cơ hội rất lớn. Việc sắp xếp đơn vị cấp xã cũng tạo thuận lợi cho thị trấn Quảng Xương thực hiện quy hoạch mở rộng được phê duyệt từ nhiều năm trước. Sau khi sắp xếp xã Quảng Tân, Quảng Phong và thị trấn Quảng Xương, thị trấn Tân Phong sẽ có diện tích 14,63 km, đạt 104,5% so với quy định về tiêu chuẩn diện tích của đơn vị hành chính. Thị trấn nó có khoảng tầm 4.000 dân. Cái thứ hai nữa, cái tổng diện tích thì không còn bao nhiêu cả. Mà hiện nay thì nó đang xen canh xen cư, cho nên cái việc để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cái quốc phòng và an ninh thì nó cũng còn những cái bất cập. Mà khi mà được mở rộng rồi, chính phủ quyết rồi, về mà có quyết định rồi thì trên cơ sở này thì huyện chỉ đạo thì chắc chắn rằng thị trấn sẽ một ngày một phát triển tốt hơn. Hiện nay cả 7 đơn vị hành chính của huyện Quảng Xương trong diện sắp xếp đều đã thực hiện đủ các bước theo kế hoạch số 58 của Ủy ban nhân dân tỉnh với sự đồng thuận thống nhất của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, huyện Quảng Xương sẽ có 26 đơn vị hành chính trực thuộc. Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị sẽ tạo điều kiện để Quảng Xương rà soát, tổ chức hợp lý các khu chức năng, bố trí quỹ đất để phát triển công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư, công trình công cộng, tạo sự phát triển cân đối giữa các khu vực đô thị trên địa bàn huyện. Theo Nghị định 115/2015 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2016, người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài đều bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy được đánh giá là một chính sách góp phần bảo đảm an sinh cho người lao động, nhưng thực tế, việc triển khai nghị định còn rất nhiều khó khăn vướng mắc. Hơn 3 năm kể từ khi Nghị định số 115 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, người lao động vẫn còn khá thờ ơ về loại hình bảo hiểm này. Đa số người lao động chỉ quan tâm đến điều kiện làm việc, tiền lương khi đi xuất khẩu lao động và các khoản bảo hiểm buộc phải đóng ở nước sở tại. Còn đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam, họ vẫn còn khá mơ hồ. Tại cái bảo hiểm ấy thì bên em cũng chưa nắm rõ đấy, nên là trong thời gian tới khi mà tham gia xuất khẩu lao động thì em sẽ tìm hiểu và có những cái phương hướng hay những định hướng cho tương lai cho mình trong cái bảo hiểm xã hội đấy. Trong khi người lao động xuất khẩu không mặn mà với chính sách bảo hiểm xã hội, bản thân các công ty xuất khẩu lao động cũng đang rất lúng túng trong thực hiện nghị định của Chính phủ. Theo các đơn vị doanh nghiệp, việc thu bao nhiêu, thu như thế nào, doanh nghiệp tuyển dụng có phải làm nhiệm vụ thu tính vào chi phí đưa người đi xuất khẩu lao động hay không, đến nay vẫn chưa có cơ quan nào hướng dẫn cụ thể. Bởi vậy, trong quá trình tư vấn, các đơn vị vẫn chưa thể giải thích rõ ràng cho người lao động về việc thực hiện quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Về bên chuyên môn thì chúng tôi cũng không nắm bắt rõ được như các như sở lao động hoặc là bên phía bảo hiểm xã hội, nên rất là mong muốn là bên phía các cơ quan ban ngành có chức năng liên quan có thể hỗ trợ cho chúng tôi có những buổi đào tạo định hướng nó đúng hướng và chính xác hơn về nội dung của cái việc đóng bảo hiểm dành cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Hiện nay luật bảo hiểm xã hội và nghị định hướng dẫn chưa có quy định ràng buộc trách nhiệm của người đi xuất khẩu lao động, chưa có chế tài xử lý trường hợp người đi xuất khẩu lao động không đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, công tác tuyên truyền phổ biến quy định lại chưa được chú trọng. Do đó, việc người lao động chưa quan tâm đến quy định cũng là điều dễ hiểu. Theo thống kê, mỗi năm Thanh Hóa có khoảng 10.000 lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Tuy nhiên, mới chỉ có dưới 10% trong số đó tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.
cái vai trò trách nhiệm của các tuyên truyền thì từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các doanh nghiệp là khi giáo dục định hướng cho người lao động thì người cũng chưa thấy tầm quan trọng về việc này. Về phía sở cũng sẽ phối hợp về công tác chỉ đạo các huyện để tổ chức tuyên truyền đến người lao động, rồi thông qua các hội nghị tập huấn, thông qua các tuyên truyền báo đài để phối hợp nào để làm đó cung cấp để nhiều cái thông tin đến người lao động biết trước khi đi làm việc nước ngoài, trong đó có cả nội dung là tham gia bảo hiểm xã hội. Quy định người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội là chính sách ưu việt hướng đến mục tiêu an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích lâu dài cho người lao động và đúng với lộ trình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội và ngành lao động thương binh và xã hội, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, làm rõ quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Thực hiện quyết định số 2451 ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có hơn 62.000 hộ nghèo, cận nghèo chưa có TV tích hợp sẵn, bộ giải mã truyền hình số mặt đất hoặc lắp truyền hình cáp Internet sẽ được cấp phát lắp đặt miễn phí đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2. Hiện nay, các đơn vị liên quan đã và đang khẩn trương triển khai các công việc, phấn đấu đến ngày 16 tháng 7 sẽ lắp đặt xong đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo và cận nghèo. Được giao nhiệm vụ lắp đặt, nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh đã mở các lớp tập huấn kỹ thuật, tiếp nhận và phân bổ thiết bị cho bưu điện các địa phương, bố trí nhân lực cấp phát, lắp đặt, bàn giao bộ đầu thu đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách sử dụng thiết bị. Bắt đầu triển khai lắp đặt từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, toàn tỉnh đã lắp đặt, nghiệm thu được hơn 20.000 thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, đạt 33% so với kế hoạch được giao. Trước đây nhà có cái TV cũ, mà cách đây 1-2 tháng là coi không được. Hắn cứ nhòe các kênh đi, mà chỉ coi được có 3 kênh mà không rõ. Cho nên mà từng bữa các cô, các chú ủng hộ cho được họ nghèo, được cái đồ kỹ thuật số, cho nên mà cháu ăn bát được cũng coi được. 26 kênh mà coi thoải mái lắm cô, thích. Chúng tôi hàng ngày có nhận được cái báo cáo nhanh của Bưu điện tỉnh về đảm bảo, và chúng tôi cũng đã liên tục đốc thúc cũng như là theo dõi giám sát và yêu cầu là Bưu điện tỉnh tổ chức bố trí nhân sự để đảm bảo làm sao trước ngày 16 tháng 7 năm 2019, 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh sẽ nhận được cái đầu thu. Để hoàn thành việc lắp đặt 62.000 đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo chậm nhất vào ngày 16 tháng 7 tới, Bưu điện tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án thi công tối ưu nhằm đẩy nhanh tiến độ lắp đặt. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã thành lập 4 đoàn công tác giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt đầu thu cho các hộ dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và các đơn vị liên quan để kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét giải quyết. Đối với các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh năm 2019 chưa có trong danh sách cấp phát đợt này, các địa phương sẽ rà soát, tổng hợp, đề nghị hỗ trợ bổ sung trong thời gian tới. Tin chúng tôi vừa nhận được, khoảng 3 giờ 10 phút sáng ngày 4 tháng 7 năm 2019 đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Tại thời điểm trên, có 5 người đi trên 3 xe máy. Khi đến đầu cầu Yên Hòa thì bất ngờ mặt đường bị sạt lở, cả 5 người đều bị đất đá vùi lấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh đã điều động 4 xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu hộ cứu nạn, 2 xuồng máy và 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cứu được 3 nạn nhân bị thương và đưa đến bệnh viện điều trị. Đến 7 giờ sáng nay, 2 nạn nhân còn lại được phát hiện đã tử vong do bị khối lượng lớn đất đá đè lên. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 2 thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.